Xin chào cả nhà buổi chiều. Chào cả nhà. Gì vậy? Con ngồi rén dữ không? Rén một lúa gì cốt? Nhìn mấy con lúa này đẹp. Quá trời luôn. Rơm trà lên cái mấy cái trà này hôm bữa mình thu hoạch cái đường kinh của anh Hùng này cả nhà, mà nhưng mà mình chưa có gom lại. Giờ hồi sáng anh Hùng anh gom được xuồng rồi nè, rồi chiều nay hai chú cháu mấy chú cháu lên phụ anh Hùng này dài dài cái đường này mình gom hết, lại mình dọn trống đường cho xe người ta chạy tận tới con lúa này cả nhà. Bữa giờ đi ra đi vô đường kinh thấy có cá vậy không anh Hùng? Đi ra đi vô đường kinh thấy có cá ngớp không? Hôm nay cả nhà thấy diện mạo cái vàng mướp có khác không cả nhà? Hôm bữa thì chỉ có mấy cái cây đứng lên thôi, bữa nay anh Hùng làm cái vàng rồi. Làm sao Hoàng Giang chắc cây quay trở ngược lại là hết khỏe đó. Cháu khi dịnh cồn mà có dám mà làm chuyện gì khác nữa đâu. Mình để gì tới chừng nào tới mùa nước nổi mình thả xuống lại. Xà chừng nào nó mục thôi. Đâu đâu, mấy nhánh già này cũng tầm mục lắm à. Mục qua làm củi á nữa. Chưa bỏ được. Hết đây, hết cái trà này khoảng mấy xuồng này anh Hùng? 2-3 xuồng. Đi. Đi bên bờ nào? Bờ lúa hả? Có chứ, có cá lóc gì thì không có. Đây cả nhà, trà bữa mình quăng lên nè. Mình để cặp mé này lên. Sát đi rồi chúng ta. Thank you.
đầy quá. Thiếu nước uống, đang chạy xe về lấy nước. Rồi, nhiệm vụ dọn dẹp cái đường cọ cây trà đồ của mình đã xong rồi cả nhà. Bây giờ là tới tiết mục là phải lo cho bữa chiều của mấy chú cháu. Cái đường kinh ở trong kia đó là định là anh Hùng nói là cho cá nó dồn vô hang, nhưng mà mình kiếm hang nó nằm sâu ở dưới á. Mọi người nãy giờ cũng có bắt nhưng mà không có. Thôi mình đi ra đây mình kiếm mớ cá cạn đi cả nhà. Dạ dưới đi. Cá phi bự lắm. Cá rô, cá sặc gì cũng được, chiều về kho quẹt ăn cơm cũng được. Phải. Không, bự lắm. Ơ gì vậy, gì vậy, gì ghê vậy? Ôi ôi. Cá có bị lớn mà làm gì ghê trời. Mình chặn một khúc này mình mò nha cả nhà. Cá du phi. Ủa sợ ớt chiên. Để có bờ có cá rồi được rồi. Cái đường trong của anh Hùng tưởng thấy cá nó quặn gì mà khó bắt quá ta. Gì cái gì? Cái đường kinh nằm bên đó đó cả nhà, cũng sát bên thôi, mình đang mở đây là kinh 500. Có không? Hình như không có cầm vô đây hay gì đó nghe. Phải cưng cầm hả? Phi làm ghê quá. Trời hay. Mình phải động trước từ từ rồi ha. Trong cái đập này cũng cá dữ lắm rồi không? Hồi đòn em với anh Nguyễn với anh Sáu bắt không nổi luôn á. Hay hả? Em đã bị bắt. Cắt qua tay cốt được. Còn dàn đào cái hang đó coi có. Cái giớn này của mình luôn anh Hùng. Ổng đặt cái lòng tông á, vô nhiều cạn. Mình quậy nhẹ cá đó có bò lên giớn. Đi chút có dấu mà. Cái này có cái dũng nhỏ xíu này đó, coi có làm nên sự nghiệp gì không. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
cái thùng trên gốc gáo. Út lụm nữa rồi. Rồi chắc chạy vô vớ luôn quá. Cái gì? Bự quá không. Đội vô vớ cái gì không ơi? Vô luôn đi, họ đội vớ. Cứ hoài hả? Thấy không? Ghê vậy. Bự không? Ừ. Em ngồi xuống đi, ngồi xuống. Làm cái đập chặn lên cho ngay. Ê, đội. Con gì vậy? Cái phi. Chạy chạy ngay. Cái phi mới phóng vậy đó. Đụng luôn rồi. Chứ rồi. Nó quầy lại rồi không. Dữ kỳ á. Trả lại. Ngồi lại. Mày đục nước cho mày. Không đúng nhỏ xíu nè. Không lẽ mày mất bắt được đó. Đâu ơi. Dạ. Gì không? Cái gì bự nữa kìa. Cá lóc. Chê. Cái gì mà trơn trơn đây? Cá chê. Chê rồi. À, cá lóc. Cá lóc. Cái gì đâu. Thùng thùng Trang ơi. Coi mệt đấy, cầm ra còn. Kìa để cái thùng ngay trong cái góc đó luôn đi. Có cá lóc coi chừng nghe anh Hùng. Còn cá lóc ngon quá vậy. Uống nè. Hay ta. Dở dở mấy cái mé lớn này lên không biết kiếp không. Có mấy con nó cứ nhùi nhùi cứ lạnh. Nó chạy cái vậy. Nãy giờ anh Hùng là người đầu tiên bắt được con cá lóc, giờ mình theo mình coi anh Hùng bắt. Đó. Không đụng nghe không? Đó. Anh quá. Ê, cá lóc nữa kìa. Ôi, thấy đơn giản nhưng mà cá lóc dữ ta. Anh quá. Rồi đủ ăn rồi. Mất cơ hội rồi. Chạy con. Ừ thôi. Bự đêm. Hay quá con ơi. Con cá lóc. Phải ngay mình cá cược chứ gian được hả con? Con nãy thấy nghĩ một cái cá. Chú thì ghê. Ủa, không cá trong cái đập này nó ra nè anh Hùng. Cái đập này nè, cái đập này bắt không có được nè, không có ai đụng đĩa vô được đâu. Nhìn gốc cây gì đó, giòn dưới đây dữ lắm. Giòn mình đang làm cái đập qua cái lúa vậy nè. Trời. Nó bậm trong đó. Không có đào gì. Đúng đâu này mình kiếm cái gô, cái sạch rồi nãy có cái bụi phi bừng gì, có cá lóc luôn cả nhà ơi. Chú sẵn nay mình đây nè, dạ cái đập này nè, cái đập này cả nhà nếu mà có nhớ lúc trước anh Nguyện với ông Sáu rồi có bắt ngay một lần trời mưa đó, mà bắt không hết được tại vì nó là cá nó núp ở trong đây nè. Bữa nay sao nó đi ra ngoài á? Giang sao Giang đào cái hang đó rồi dậy tới hang nhóc chưa, không bắt Giang? Chưa, để thục cái hang này. Được rồi.
có đây. Cạn quá, nó gom ngay cục này nè, nó cạn quá, nó này chỗ này có cây rồi, nó nhiều. Nó bận cây rồi. Dữ quá. Cua ở đây gì? Có cái bao nữa, Úc, đây có cái bao. Ở cái bao luôn có cá. Cua khéo lắm. Úc có cái bao nữa. Không thôi. Cái gì? Cái gì? Úc ơi nó bắt cái gì qua nó kêu. Cua chứ gì? Cá lóc. Cá lóc thấy rồi. Trời, chúng cần khè khè này ha. Cua nha. Ôi. Bữa nay mình trúng ổ cá lóc hay dụng nước con chút xíu quá trời cá lóc rồi. Ờ nó cứ ngắt cái hang luôn. Ủa ơi. Đưa cái thùng ra trước mặt á. Đúng hả? Đúng lắm hả? Cái chân này nè. Rồi để vậy đi. Con này con kia nó chào. Hỗ trợ không Út? Út Út. Vẫn để thùng trên đi. Trời ơi. Hai con hay vậy? Hai con. Ui. Còn nữa không? Để lên trên con. Còn nữa không Giang? Con. Đừng nó mất đạo rồi gỡ cái lúc đó này lên nha. Trời hả? Trời đâu mà cái hang này. Nó vô mánh rồi cái hang kỳ quá à. Dạ vậy. Xảy hay vậy? Đúng rồi. Trời nha. Cái lóc mà giỡn trời. Ờ hả? Vô cái bụng rồi. Ba con rồi đó nghe. Cái hang đó ba con rồi đó. Con nữa nè. Ôi giời. Đâu rồi? Dạ, sao vậy? Giảm ngư trời. Cái hang còn sâu quá. Đưa sổ đạo. Đạo vô. Đạo vô kiếm mừng mấy con coi. Hang bên đây có Út làm giống vậy không Út? Còn đi sâu vô nữa hay còn sâu chứ. Thời tới cản không nổi thiệt. Thôi mình tính ra mình ăn. Cái gù phi. Có cá lóc rồi. Úc bên này nữa gì nữa dữ lắm nè. Sâu không? Chắc sâu à. Ngày này cũng sâu không? Cái chân cây gốc kéo. Chót không? Được không? Nắm không được nha. Chết rồi. Ơi, còn được con cá lóc nữa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sống đi em ơi. Cái gì vậy? Cua. Cua. Cua rỡ hết hồn cái cơ chân cá chơi á. Cua. Ý, gạo hết luôn rồi. Hết rồi. Nó sao còn giải? từ để bắt có con ngoài trước đi. Được chưa? Chưa. Ủa? Con cá lóc đâu? Nãy phải cá lóc không hay cá rô phi? Anh Hùng. Hồi nãy là con cá lóc hay cá rô phi? Cá lóc. Chưa, từ từ đi, khoan giải quyết từ từ. Con ngoài từ từ. Trời ơi, anh hay. Một em. Tôi kiếm lại con cá lóc đó coi. Một em nữa rồi, nãy giờ mấy em rồi. Đúng không? Đằng đẵng kìa. Sao không nhớ mấy cạn con là nó tiêu nó rồi kìa. Nên cạn là nó tiêu đó. Khoan để coi anh Hùng rượt đuổi đó. Chết. Mày chạy hả bụi? Sao lưng kìa? Hả?
hết đường chạy. Cái gì vậy? Cái vô cuối cùng. Hàng gì người dưới ha. Nãy giờ bắt mấy con cá lóc không nhớ luôn. Như cũng 5 con. Vậy chú Út đào cái hang bên đó cũng ngon lắm, có cá không Út? Ừ, cái bọng đó đó sư phụ, con bọng đó này à, cái sạc địa hình chỗ này khó, 5 con 6 con vậy cái hang trời. Được, rút vô đây đụng nó chơi giống nước thật kìa, hay đó cặp rồi đó, cái chơi thôi đổi chú Út đi thụng em này bạn hang này chơi. À, bên kia cá lóc, bên đây đâu, cái đâu hả? Đi trong cái bầu cái gì xuất trên nó mới được đẩy em trên đó, đẩy lên không từ từ thằng ngoài cái xương sống của anh thằng ngoài Giang phụ đi Giang, để anh Hùng anh ấy. Ồ, được rồi nè con quăng đi bắt đi. Giang Hùng rồi qua coi. Ồ, nhiều cá lóc là đủ rồi ơi, vô mánh. Ồ, vô cái bao nào có dễ ăn nó đâu. Không. Đi thì không? Đào luôn. Đào luôn được không anh Hùng? Chỗ này đào được không? Đào lấp lại được không? Rồi cá lóc nè. Trời ơi. Có lớp bào kìa. Ờ, đào tới được không? Dạ, đào tới được không? Đào được mà sợ cái bao. Hỏi anh Hùng kìa, chỗ này của anh Hùng. Ơi, đừng. Chắc đào chơi còn bà mặn dở hết sao? Nữa chắc lại. Vô cả này sao được. Kẻ nhỏ xíu à. Dở bao này luôn. Dở là dở hết trơn cái dạng trước kìa. Dạng sau nó không phải xa quá lắm. Không phải dở lớp đất mà. Xuống chung cái gốc cây ơi. Cái gốc cây ơi. Cái gốc cây này, cái gốc cây em chen vô đây. Cá chê chung vô ba đứa chó ngồi ơi. Trời ơi, của cá chê. Ngàn năm trong đây hay gì? Hết biết. Biết đúng là cốt luôn, có duyên thiệt chứ. Từ từ nha, thôi bình tĩnh đi. Rút cái bao ra không rút ra. Còn nữa kìa. Kêu ginh lên bờ đi. Dính ba lên bờ. Dính ba lên bờ nè. Chạy. Ủa sao bắt mà chạy? Còn con nữa. Bật lên siêu. Bắt luôn đi. Rồi. 2-3 lên nè. Có chừng còn nữa đó. 2 con cá chê. Trời ơi trời. Trời ơi cá chê. Nó ú. Ốp. Không có. Cá chê. Đá cá chê vàng này chứ. Uống gì có chê vàng nữa ha. Con này trắng, 2 cá chê trắng không hả mập. Nó trốn không đó. Ui. Rồi mình kiếm bao vậy nữa. Trong này còn nữa mà không biết là. Ý là cái này mình dở lên được không á? Dắt nó phét vô đó, cá chê đỏ đó. Bên đây còn cái này, nãy anh Hùng con cá anh Hùng đụng nó chạy qua đây nè. Ôi, một ổ luôn. Cái gì? Chặn lại. Cái nắp này lại nè. Bình tĩnh. Ông Út khoan nè. Đừng. Ông đừng đào, ông dịnh đây nè, ông bịt lỗ tôi kéo cái bao vào bắt nha. Kéo nhẹ vậy tôi Hùng kéo vậy. Bắt. Qua đây nè. Ném lại nha. Một cục luôn á. Kéo bao này phải không? Chưa, để tiếp mới được. Chưa. Giờ mình lấy cái bao trên trước ha, rồi cái dưới. Thử theo nè. Thử này lên. Thử dở lên.
Né, né ra. Không ngờ là bữa nay mình lại trúng mắm như vậy luôn. Bởi vì nhiều lúc. Giờ hắn sống hết đau rồi. Thấy cái trời trắng thì sống hết đau. Ông thủ kìa, để thủ ra đó. Chưa được có đến đây. Được thì dễ cháy dữ ra đất thì bớt đi. Quá trời tinh thần anh em dâng cao. Mừng vui. Còn gì bằng nữa. Em đụng là một cục của chồng á. Chỗ này đâu có ai, chỉ như mọi người đi không ai phát hiện nữa đâu. Không ai đụng đĩa vô được đâu. Dùng cho chị dùng dùng biện pháp điện giờ cũng không thọt vô đây được nữa. Chưa đi theo đó. Với lại cái đập này là của anh Hùng cả nhà, cho nên là mình mới dám làm như vậy chứ người lạ người ta cũng đâu có dám khử cho đâu. Bước nước. Ừ, chà rút ra, kéo ra. Dạ. Ừ. Được chưa? Ăn giục con đợi luôn. Bỏ gốc lớp trơn. Nó bồn lớp màu dưới không à? Lớp dưới nè. Lớp trên. Nào con lớp này nha. Cắn lại nha, để nó. Nó ra. Kéo ra kìa. Ém bên đó lại chưa có. Kéo đi, kéo đi. Thùng cái thùng cái thùng. Không thể dễ bắt nó đâu. Cây thùng. Chặn 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 vô đi chứ bố. Đút đi nữa con ơi. Đút đi vô trong nữa nè. Hơi mặn, hơi căng nè. Đút vô trong rồi. Bọt gì sao bắt được. Từ xuống rồi. Alo. Từ xuống rồi. Ê. Ừ. Gửi lâu lắm rồi. Dạ. Dạ con đang. Được thôi. Chịu dạ con đang đi làm. Bà bái con đang đi làm. Chặng đó, chặng đó đi. Trời chết kẹt cắm được bạn nó rút vô không chạy. Không. Chết rồi. Chở luôn, chở luôn. Chở luôn. Đấy giờ. Làm gì phiên dĩ sắt thích đắng đi ra nè, cho cắm đi. Đi đi tới luôn á, nó rút hoài luôn à. Làm dễ luôn. Thà liên tục luôn gián đoạn là nó rút rút thêm á. Chưa có. Là tuốt này luôn. Rồi. Trơn rồi. Lắm rồi. Nguyên một ổ rồi. Kìa kìa nhúc kích kìa, nhìn nhúc kích kìa. Bao á. Ừ. Đâu nhúc nhích. Tóc thắng là tóc thắng. Chết khóc kìa. Lấy cái xuống bắn lại nó. Cái khá. Lẻ lên. Lẻ lên. Ừ. Đứng dưới này nó thật chơi. Chưa nha, chưa. Xếp xeo chút này nó văng này. Ăn chưa hay để tôi chim cho lên. Giả mấy ông giả lên cái chim vô. Cái gì tới đó luôn người đục xịn nhân. Ừ. Từ đó đó. Ấy ổng đang. Cá lóc dễ thì bắt cái chơi khó quá ta. Nè 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 nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Cái gì? Ừ. Ôi giời. Dễ nhủi. Nè lấy cục này nè. Cái con này nè.
Cái cây này lấy ra được không ta? Được. Lấy cây đây ra trước đây. Trên xe xuống á. Vô mánh. Sao cá lóc bắt dễ mà cá chê bắt khó vậy anh Hùng? Chê nó rút hơn cá lóc dữ lắm rồi nè. Quá. Trời, cái này ra một ổ nữa. Ăn thì sao hết đi. Móc ra cho nguyên cái bao vô nó có cái thứ. Ừ. Chưa. Từ 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 tay chân đó à, nha. 2 3 lộng nó lên sau luôn nha. Em đắp đi cho nó kín đi để đừng cho nó cào lại. Một ổ cá chê của thằng Giang ra mà không có một ổ nha, mà công tình ta lật mấy cái bao này lên Giang thấy cái cảnh khổ nghe Giang. Nhiều con chứ hai con cắt nha. Chở cái này lên là lụm đó nha. Phải không? Chở lên là có đó nha. Lấy cái chỗ này chặn lại chỗ này. Xem, xem bên đây nè nè. Qua. Đây nè. Đây nè cốt, đây là ngược đây cốt. Đi đâu? Đặt ngược đi lên ông á. Đây nè cái đít nè. Đừng giả vậy mà. Nó đi nổi sao? Đó, mới ngớp ha. Hai bà con ha. Mới nổi ra u nè. Dạ. Ra ngoài luôn đi. Vô đây luôn đó. Cá kìa. Bắt cốt. Từ từ cá chê làm miếng gì. Ôi nhắm cái chân nè. Nó đuổi. Bỏ cái bao lại u đạp chứ. Anh còn từ từ. Nó có lộn có mình lộn. Phải hết sức bình tĩnh. Trời ơi nó cái bọng trong đây nè ông lộn luôn. Trời ơi nó làm nắng bóng trong này chân. Trời trời đi nữa. Từ giá cả chục con trở lên. Nó nắng bóng trong này nè, có con cốt con thò vô thử đi. Dút nữa rồi đó. Chưa bắt được. Chưa bắt được. Nó vô cái cây khó quá. Một người thôi, một người thôi, từ từ rồi. Đúng nào? Cái đi hình nó khó, nó rút dữ lắm. Chúng ngay sào quyệt. Dở cái cây bên đây lên luôn á. Nó lộn lộn đây. Nó lộn lộn dưới đây này. Nó lộn lộn cái con á. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dữ lắm cái chi. Thằng không có bắt mà. Lộn cái cây này ra luôn. Ngợp quá cả nhà. Dở bao lộn mấy cây ra được rồi. Từ từ bắt được rồi kìa. Dính này kìa. Dính con rồi. Nhiều lắm, nãy thấy nó dãy lên đuôi nhóc cái chân đuôi. Nó bấm ở trong đó thằng ơi. Nó quẩy cái hang. Không nhé. Trắng. Một em có chị trắng. Cái ổ nó chắc bị lớn như không quá. Vô trong này. Nó làm không trả lại trời. Cái trắng nhỏ nhỏ này mình về mình thả với ao mình để lâu năm nó bự dữ lắm cơ. Cá chê cái sức lớn của nó cũng không có thua gì cá lóc. Trời đi nữa có bao rút vừa hết hả? Ừ. Nãy nhiều lắm luôn á. Ừ. Mình... Okay, ra được không? Bây giờ mình đã phóng lao rồi phải theo lao luôn. Chưa. Cái đập này siêu phụ đâu có sử dụng nữa. Sao? Đâu có sử dụng nữa. Đó đi máy đi. Hả? Hồi đó đi đường này nhờ ra ngoài đất ba nè mới làm được nè. Rồi bây giờ là có xài nữa không? Rồi. Có đường cậu rồi. À. Vậy thì không đó. Sao. Đập rồi. Này nhỏ quá vậy mình thả xuống ao mình nuôi. Thả cái ao ngoài cũng được chứ em. Ao nào cũng được. Thôi ao ngoài tôi mua nước đi sao. Ừ.
rồi, chuẩn bị tới. Thằng ơi, trời nó đi. Tới ngày luôn mà. Hết luôn hay sao? Lên luôn hay sao? Lên lên. Sao đây? Thằng ơi, nó động lắm gì đây hả? Bữa nay là triệt phá luôn. Dọn đường rồi triệt phá về bờ đê luôn. Đó, tối nè. Chưa không? Ém bớt đẳng gì cho. Ém đằng nó bớt đi, đừng cho kẻ rồi. Ém cho kẻ vô chân rễ đi, chân chỗ nào nãy tao để đó. Cá họ đi ra nãy chui ra đường đó đó. Học gì chưa không? Xuống rồi. Đi con chim nhát rồi. Hôm nay mình bắt đầu làm là 3 giờ chiều. Hiện tại bây giờ là 5 giờ rưỡi. Ôi giời ơi, coi kìa hang. Nó làm ồ giống rồi con. Từ từ. Dữ lắm rồi. Rồi thôi. Quá rồi. Cái hang coi kìa. Cả nhà thấy nó nhóc hay sao? Sát con hay sao này? Thằng à. Cả nhà thấy rõ không cả nhà? Chứ đây là mấy chú chó thấy rõ lắm luôn á. Hết cô biết rồi. Thấy. Giờ xe có bao lên bắt từ từ nè. Đạp cứng ngoài đó chưa? Đạp cứng mấy kẻ chưa? Mấy kẻ dưới á. Rồi đạp sớm giờ bích mấy kẻ luôn à. Nè tiếp đây nè. Trời ơi. Phan cứu rồi, Phan cứu rồi. Anh Hồng anh nuôi cá trê trong đây. Ê, đây nè, vô cái bao này bắt trước đi. Ôi. Cái gì vậy? Nuôi cá vô cá trê coi nè chị hai. Chưa, ở dưới đây nữa nè. Cái vô nó vô đây một bầy trong đây nữa. Có cá trê không? Có. Cái rô nhỏ thả ra ngoài đi. Có cá trê đâu, không đụng trê nè. Đó, sống được ta. Trời ơi, cá trê lú dâu kìa. Hết biết à. Bây giờ mình bắt ở đâu trước nè, để biết đường quan sát nè. Cái đây cá trê không có cá trê mới đâu. Anh đè kiếm cái đầu cá trê giống anh Hùng đấy. Trời ơi nó bụng bẩm nó đi nữa nè. Thôi. Cũng ổ trong này cốt ơi. Nó bụng giống. Nhớ con cho nó đi nữa rồi. Mình bắt vào đây trước đi. Rút vô rồi. Dở bao đi anh chưa? Không có ý là bây giờ mình úp cá rô á mình hớt nó mình cho nó ra ngoài đi. Cho nó ra ngoài đây nè cho nó sống. Thoải mái hơn. Ấp xuống đó không đi nhưng mà không? Châu xa nữa. Ừ. Lộn vô luôn, lộn vô luôn. Gì sao bắt nữa. Bắt gì nữa? Cái gô kìa đang gian ống rồi sao? Cái chê đi da đây nè mà. Anh Hùng. Không da được. Kìa lụm lụm nó, cho nó ra ngoài đi anh Hùng. Em đừng ký gì nhớ. Cái gô kìa ở trong đây nó không có mỏi lắm nhơ mà. Giang. Lụm cái gô cho nó ra ngoài sống đi. Trời ơi, cái chê ra đây rồi nè, lật cái bao ra luôn đi. Mấy cá chê nó ăn ở đang vuông dưới này cá chê thì nó ăn được mấy con cá nhỏ còn mấy con cá nhỏ nó ăn đạp gì đâu tuốt làm sao luôn rồi đạp sớm chỗ đây nè chân chỗ cục này đâu đó cái này thôi ém chỗ ém cái bao đây chỗ đó ém đâu cái gì? Vậy khó thiệt. Thấy gì mà không bắt được, chưa bắt được cá trê nữa chứ. Cái cây này đang đụng mất nữa nè. Đây đây đây. Nó nằm đây nãy mới lên con nè. Đâu, bự lắm, cũng bự. Nó đụng cá trê nó mất rồi. Đó, nó
Ừ, có chê. Bứt luôn nữa. Chỗ chỗ nặng không sư phụ? Bứt bứt lại. Ừ. Dễ này luôn. Thâu lắm. Để lên nữa. Ê, Út, từ từ Út. Rút ngược lên. Nước nó chảy vô rồi kìa. Có nước cái chỗ chảy vô đó không? Nó được rồi. Bao không nè. Cẩn thận nha, cây á. Bắt không được luôn. Thò cái tay không được. Không có gì thôi, bây giờ mình dỡ lên hết luôn đi rồi mình bích bích lại mình tát bớt nước ra mình bắt. Không được. Ngoài đó lòn vô tát sao được. Không có. Tại... Dỡ ra đi, nó cấm quá thôi. Giờ phải dỡ thôi. Đường xanh dưới này đừng cho nó lòn nữa. Đâu ăn được đi hồi giống chung nằm đây nữa đi. Máu cái chừng. Đây, ven đây. Gian gian tiếp cái gian được không vậy? Trời ơi, lấy bao dưới rồi có ơi, còn bao trên này có ơi. Lộn luôn. Cây nha, cái cây nha, sau lưng Giang Vinh Hùng nha. Mấy cái trê này nó mấy cái trê này nó hầm quá trời. Đó. Nó có rút đi đâu nữa không nè. Trời ơi dài vậy ơi. Trời ơi dữ lắm luôn rồi. Cái trê kìa. Cái lóc kìa. Nó khổ nữa coi. Có cái rô. Nè, ngồi cái vô bự nè. Không, không. Cậu cái đuôi cho trê. Có cá rô nữa quay, bởi vậy nó mới làm dữ vậy quay. Rô cá lóc nữa nè. Giòn vô đây nè. Ồ, dữ tốt. Bữa nay là dỡ nguyên cái bờ đê anh Hùng. Dỡ nguyên cái đê của anh Hùng, hốt trọn ổ cá khủng. Trời ơi. Trời ơi đúng. Không biết kiếp nó nằm đây rồi đâu bắt được hết đâu. Ai lại bắt được hết. Ai đâu lại đây dám dỡ này. Đông người dỡ. Không có nhưng mà ai dám dỡ của anh. Của anh dỡ nha. Kiểu nó chao 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 thì cũng khó. Nắc rút cái cây ra. Cẩn thận cái chai kìa. Tiếp Út đi Giang. Cá chọc chưa. Quá. Ém mấy cái chỗ này. Nó bắt được nó. Nó rồ tha hết đi bắt cái trên. Ủa cái này dở này nước nó dãy vô không? Dở chỗ đó mới bắt được nó nhiều hết á. Chưa chưa đủ. Làm coi kìa câu cá kìa. Được. Ơi. Bít đó ông ấy này tôi vừa bả nha. Đây đây. Trời ơi. Quá xem hiểu. Lấy gỗ xúc. Không được đặt. Đây tôi bít đây nè. Đi nè. Hốt trọn ổ cá cả nhà ơi. Cái này là thiên nhiên chứ không phải tắc ao mà y như ao nuôi luôn. Y như tắc ao luôn. Nè nhìn nè. Ổ nó chạy lên ngã luôn kìa. Chuối rồi. Nè nè lấy gỗ xúc vô. Lấy gỗ xúc. Thì thôi á. Nè Út. Qua được hả? Trời ơi. Cái số hồi sáng. Đây. Từ từ để Út nghe điện thoại cả nhà. Tiếp tục cái gỗ xúc á nha. Không được.
Út nghe điện thoại bị gián đoạn, từ từ gọi làm lại. Không vô. Bắt lại. Này Út bắt ruộng cá trời bự lắm cả nhà. Đây nè, mới bỏ vô nè. Bỏ vô cái chi trắng. Này chi trắng không. Ở đây nè sư phụ ơi, bắt cho vui sư phụ ơi. Cá gì ớn lạnh luôn trời. Một ổ luôn á. Đúng là một đếm, ổ. Đếm rồi sớm thì Út bắt mấy con rồi ta. Ba con của ông 4, 5 rồi đó. Ui con nào nó ú. Hết biết nó lục ngâu luôn đi mà. Cái gì chịu nổi cảnh này. Cái lóc này. Cái lóc này cơ. Cái lóc này cơ. Giống như mình đang mình tắt ao á mọi người. Cái rô bò hạ thả ra ngoài đó lại cho nó sống. Anh Hùng khiêu khiêu khiêu. Nó chen vô cái kẻ cây này bắt không được. Dỡ cây lên. Dò cốc. Đừng ngốc đi. Cốc cốc ngốc. Hé hé dò cốc. Dạ khoan, mình đi lấy cái bào ra cái cây ra cái đi. Cho nó đừng chen vô cây bắt cho dễ. Ê vậy vừa. Coi chừng cái mặt nghe cốc. Ôi được rồi. Ơi, cá cái gì mà cá gì ở trong đây dữ chứ anh Hùng. Rút vô đây mà. Chạy vô đây nó sinh sản gia đình của nó đi. Biến hiểm như nó sống. Hết cô biết rồi. Không thể tưởng tượng được. Tại phải nói bữa nay là trúng ổ cá khủng. Thành dễ bắt. Bữa nay trở ra là nó bắt hậu quả đảo á. Đi nhiều quá. Cá gì vậy? Cá gì vậy? Cá vậy không? Cái vô thả đi. Mình tát nước ra bớt cho dễ. Không được, không được, nó nước vô. Lòn kẻ. Cái này là không có một mực nào là để diễn tả được nữa cả nhà. Bắt cá ngoài thiên nhiên mà cỡ này là kinh khủng quá. Nó trời quá con luôn. Đây là nó giúp nhà đi nhất nhát trong này mà. Cái bờ đê này anh Hùng đắp để hồi lần kéo lúa cả nhà. Nhưng mà bây giờ anh Hùng có cái đường đó rồi, anh Hùng không có sử dụng cái bờ này nữa. Sẵn tiện bữa nay là thật sự là anh Hùng cũng chưa không có định là phá nó ra, nhưng mà phát hiện cá bắt luôn. Cái chân của chú Út là để im nha, không có nhúc nhích nha. Địa hình này trong đây ẩn náu quá lý tưởng mà. Trời ơi, nó cản cái cây cốt ơi, từ giờ tôi bắt không được, phải rồi. Chở ngược hả? Chơi mạnh đi ha. Đục nước vậy. Ủa sao mình lấy cây gỗ mình xúc không được hả? Sao được? Cây ai dẹp không được đây. Không có cây dẹp hết rồi kìa. Không được. Lòn kẻ kẻ dùng kẻ như cái gỗ này nó bòi cái một. Làm gì ai không muốn lấy gỗ xúc cho nó xuống đây. Ừ, cái vô. Ủa ốm. Cá rô ở trong đây không có đủ mồi nè. Còn cá trê với cá lóc mà nó có ăn được cá rô con. Hồi nãy giờ có đếm không quý vị? Đếm quên luôn rồi. Có người họ đi về đếm lại. Thà này cá rô ốm quá. Thùng nãy giờ có bắt được cá không đủ. Sao anh lại thì cái vậy nó lòn cái kẻ. Cái chi vàng. Sứ sợ gì mà cá đi sợ. Vô chim dướng gì không biết. Vô rồi đi không có đường ra đó, gỡ trong đây hoài luôn trong đây nè. Ở đây xanh sẵn ra cỡ này hoài hoài mà hết.
chiều nay chắc mấy chú cháu mình làm ẩm thực không kịp quá ta. Tối rồi. Mới làm. Ủa mời chú có việc ha. Mai Út về An Giang. Nó mập. Chị hai trời. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa quên tao la. Cái đồ vô duyên. Trời ơi, tự nhiên nó mình mập và láng xẹt rồi. Lỗ này không, không có. Mà lần đây nè. Con cá nó đi tới luôn. Giang nó mà nó không ngần ngại luôn, nó hùng, nó cá mập như chị hai. Đó. Còn không lấy bằng. Mấy cá nóc để diện hồi sợ xỉu quá ta. Ủa nhưng mà em hỏi anh Hùng là cái chỗ này mình có cần làm lại không? Không, bỏ luôn, bỏ luôn phải không? Biết rồi, biết cá lóc rồi, sao Út vô cả về. Là mình có đường đi rồi, mình không có xe cổ, không có kẹo ngang chỗ này nữa đúng không? Ừ. Vô. Thả luôn đi em nhôm, bự mà ốm. Phải mập như chị hai vậy nè mới được. Đâu? Anh mới gì nói ốm ốm anh Hùng anh nhành em kìa. Thả nói giống ốm anh Hùng kìa. Chị Bộ, chị Bộ. Chị Bộ ơi. Cá ốm rồi đâu, nó giống sư phụ rồi, sư phụ giờ mình làm cái sư phụ. Vô mánh luôn sao? Quá trời một hang ổ trong đây nè. Hết rồi đó. Hết hả? Cỡ được cái gô rồi mình giải thoát cho nó ra ngoài. Không cái vô mình khui cái này ra là tận sao. Dưỡng sáu đã tới trễ không được bắt cá. Gỡ kè nhanh luôn đi. Gỡ rồi banh cho banh luôn đi. Làm sao? Không, đứt dây kìa sư phụ. Cộng nó lên. Hả? Cải luôn đó lên. Không, còn đầu đẳng của ông cột dây mà. Biết rồi. Còn trọng cái gì vậy? Còn cái đường này nè. Bỏ dây luôn à. Trời ơi, chuyển ra. Trời ơi, ra đây là cốt rồi. Đụng ra đây nè. Trời ơi, thằng chi. Mãi biết bao nhiêu con mà nói. Ra đây con nè, sao bắt nó nè. Thôi kệ nó, ra em ơi, nó chạy vô giới mình chứ đâu. Đúng rồi. Trời ơi, nó ra đây biết bao nhiêu nữa. Chấm. Chấm quá ra hết trơn rồi. Trời ơi, chấm lỏng này mà. Vậy là nãy giờ nó ra hả? Lỏng chỗ này nè, đụng chỗ này con mất tiêu rồi. Vậy ngày mai thăm vấn sớm anh Hùng. Ừ. Anh Hùng cá gì anh Hùng? Cá gì? Cá rô anh cho nó ra ngoài. Từ từ. Cá gì? Không, nhiều khi cũng còn trong mấy cái bao lũng, nó rút chung mấy cái bao lũng đó. Mình đã làm rồi, mình làm cho triệt để. Phát hiện ổ cá khủng dưới cái đê. Nó cũng chưa nhiều. Hồi xưa cái này làm là máy làm hay là làm bằng tay anh Hùng? Cái đê này nè. Làm tay. Anh làm đó hả? Ừ. Trời ơi. Chắc cũng mấy ngày mới coi. Trời ơi, cái dây còn đây nè, Cúc ơi. Ôi, còn cái lóc nè. Cái lóc nãy thả nè. Cái con đây nè. Trời ơi, lú dâu đây nè, Giang. Giang, lú dâu vậy. Cá trê là phải bình tĩnh với nó, không có nóng vội được. Trời ơi, có một ổ luôn. Cái dài nó ngang nó ột nè. Ừ, nó có lên trên nó. Ừ. Sao quá. Nè. Động nó lên trên nè. Cái chắc
không lấy cái bao ra luôn nha, lấy luôn đi chứ. Đụng nó bắt không được luôn á. Nó lòn lòn thôi. Cái này lên vỡ cái cây kia. Ơ ơ kẹt vô. Chưa. Ủa còn nhiều lắm sao mọi người? Dở tung cái bờ này lên. Ủa anh Hùng, cái chỗ này mình gọi là gì, cái đê hay là cái đập, hay là cái đập hả? Hôm nay mình cũng hết giờ rồi. Mặt trời lặn. Cái thùng xa chứ gì? Nước này tiêu. Đây lấy lấy thùng vô. Bước lên bỏ vô đi. Cái thùng giờ nó cũng nặng, di chuyển cũng khó. Đầu tiên là mấy chú cháu chỉ định bắt cá chỗ này, cá cạn chỗ này, kiếm cá hung hỉnh về mình kho, mình chiên gì mình ăn cơm thôi cả nhà. Nhưng mà vô tình thì bắt được một ổ cá lóc ở đây, rồi ngoài đây cá lóc nó chuối ở ngoài nữa, rồi tự nhiên qua đây một hang ổ cá trê khủng hoảng bên đây. Quá rồi, một ngày săn bắt quá thành công. Còn không, bây giờ mình mở đường cho nó ra ngoài đi anh Hùng, cho tối nó vô vớn của anh. Cái đại cá nhỏ quá, kệ cũng thả nó, tha nó đi. Đớp. Kì. Đớp 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 đớp. Đặng có cái hả? Có. Hai đầu có hết anh Hùng. Không, kìa kìa. Nó vô hang nó lại kìa, nó rút qua hang bên đó anh Hùng. Hang giữa. Dạ đúng rồi. Em mới thấy mà không biết cá rô cá dê, coi lại nha. Về cả nhà. Mình bữa nay quá trời khủng luôn. Bữa nay là quá khủng khiếp luôn.
chỉ lúc đầu anh Hùng bắt hai con cá lóc là nghĩ là ngon lắm rồi đó, mà một hồi một hang đó rồi giờ thêm một cái ổ cá trê đây nữa, hai từ nổi khủng khiếp. Dạ về Sáu đợi con đi, tại vì mấy cao thủ mình đất hết rồi, con đi với Sáu. Đây cả nhà, cá lóc nằm dưới nha cả nhà, đi cái trê nằm trên. Rồi. Ê sóc sóc qua cá được không? Trời ơi cá. Nằm tuốt dưới. Ở đây nó hùng luôn rồi. Thấy không luôn, khóc cắt được luôn rồi. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau làm ẩm thực cho cả nhà. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào clip ẩm thực. Chào tạm biệt. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Quá rồi. Lâu lắm rồi mới cảm giác đi săn bắt ngoài đồng mà trúng mánh như vậy nha. Thằng rất là thích cái cảm giác mà bắt cá mà cá cạn mà trúng nguyên một ổ trong hang vậy đó.